knock out sớm đến từ tên Hoàng Đạo khi trên tay anh ta là một khẩu M4. Nhưng ngay sau đó thôi thì người đồng đội Hamazoka cũng đã bị bắt lại. Một đổi một đến từ cả hai bên, tạm thời chưa có lợi thế sớm dành cho đội tuyển nào cả. Và cái cuộc chiến tại khu vực Pochinki này có lẽ vẫn sẽ phải diễn ra thêm một khoảng thời gian rất rất dài nữa. Họ bắt đầu thì cũng đẩy vào để check nhà rồi. Trên tay sẵn là một quả flash đấy, player bên phía vợ là Nhất. Nhưng Tha Vinh quá buồn nhưng vẫn kịp để trả ra. Nhưng quả flash đó lại chính là thứ khiến anh chàng này mù. Hơi đen dành cho chị Hoàng Đạo. Và New Era Esports có cơ hội cứu lại chị của Nhật thôi. Nào, hai đấu ba Oni luôn rồi. Một là chơi tiếp, hai là nghỉ. Vợ quyết định chọn đó là nghỉ sớm rồi. Cái pha sấy vừa rồi là người bật tốt hơn đến từ vị trí của Jirin. Nào, tiếp tục là sấy hết đạn đến từ vị trí Jirin. Ôi, bốn viên còn lại, lực bất tòng tâm, né đạn vẫn được đến từ Jirin. Wow, ảo chưa kìa. Và đây là chuyển sang nhau đợt rồi. Có kịp hay không đây? Không kịp, đến từ New Era Esports. Một bất lực di chuyển không khác gì con cháu của Đoàn Dự đến từ anh chàng Rin này. Bao vây tứ phía đến từ các thành viên của Storm Kingdom Esports và King Gaming đang gặp nguy hiểm. Rất khó thở tại pha thi đấu này và Kirin đã là thí sinh tiếp theo lên bảng đếm số. Tất nhiên là phải đói rồi em ơi, tại vì tầm này cũng đã gần 9 giờ rồi, thi đấu đến tận 6 game thiếu liên tiếp cơ mà. Khoảng gian nghỉ nó không phải là quá nhiều nữa cơ, và chưa kể là player đầu tiên bên phía team King Gaming, người đã cố gắng mở giao tranh cũng là người nằm xuống cuối cùng. Vâng. Hay quá Phong ơi. Như vậy là Quốc Vương chịu thua trước Vương Quốc. Trong khi đó thì các thành viên của Plus họ vẫn đang chống trả là rất quyết liệt. Họ chống hai team cùng một lúc. Nhưng nếu như một trong hai cái tên đó lại là Unicorn Cyber Esports thì tôi không nhìn thấy một cơ hội nào dành cho Plus cả. Mango phải lùi lại hồi điểm máu mà thôi. Stark Sama lại đẩy lên. Nhưng Stark lại không có đồ. Khá đáng tiếc. Vẫn chưa bất cứ điểm kill nào dành cho phía Remaker Team. Họ lại knock out được thêm một cái tên nữa và quả nết rất chất lượng đến từ 16 tháng 11 đã đem về hai điểm cứu quý báu dành cho Remaker. Nhưng ngay sau đó thì họ để mất đi Stark Sama, Tuyên Hoàng Kim Minh đổi mạng là quá nhanh. Lợi thế vô cùng áp đảo dành cho thành viên của Remaker Team trong cuộc đối đầu này. Và nếu như họ còn không thể làm gỏi được MIVN nữa thì đó sẽ là một cái tổn thất vô cùng đáng tiếc dành cho thành viên của Remaker. Hoàn toàn có thể là 4 điểm kill free mà không để mất ai đến từ Remaker cả. Kịch bản đẹp nhất đang được vẽ ra dành họ rồi. Chính xác, bây giờ không còn khoảng cách là một điểm nữa rồi, mà nó sẽ còn biến thành con số 4. 3 điểm kill đem về mà. Nhưng phía này thì đang là 4 player bên phía Wasabi Sport. Ui, di chuyển Drive-by bằng khẩu Mojin Nagan à. Liều lĩnh vậy ư. Còn phía này, ôi, một khẩu M249 cho này đạt clutch. Nhưng mà góc bắn lại không phải là góc bắn quá thoải mái. Đội hình bên phía team Wasabi Sport tiếp cận vào nhà, knock out ngay tức đặt clutch trong pha thiếu này. Tầng một con người và sẽ bị trách ra mà thôi. Sấy nhưng không phải là chúng đem về điểm kill đến từ đội hình bên phía team DGC, mà lại là Wasabi. Hai đấu hai rồi, có thể làm được đến từ đội hình bên phía team Diamond Gang. Bây giờ thì họ có cơ hội cứu lại người đội của mình. Một cái trả vào trong phòng, ui, quả nét giết một, knock một luôn đến từ Wasabi. Rất đẳng cấp đến từ tuyển thủ Wasabi ở trong pha setup combat này. Họ đã có được những tình huống đổi mạng tạm thời là hòa với đối phương. Và nếu quả lửa đủ sát thương thì mọi thứ sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Nhưng bên phía bên kia thì vị trí của Phát Đẹp Trai cũng chỉ còn có 6 HP mà thôi. Con số rõ ràng không hề ổn một chút nào cả. Và Vlad là rất đẹp đến từ vị trí của anh chàng Chen để Ven có thể lên vét mạng. Một cái top không thực sự cao dành cho các thành viên bên phía của Diamond Gang Cyber. Nhưng với vị trí top 2 trên bảng tổng sắp thì họ cũng đã có thể mỉm cười một cách mãn nguyện khi họ đã chính thức có mặt ở trong vòng thi đấu Contender được rồi. Chính xác, còn phía bên này thôi. Đây còn trên cả top 1 luôn, nhưng mà vừa nói xong UNC bắt tận 2 người và chỉ còn đó là Sapau thôi. Hãy cùng xem Hoàng tử Beryl sẽ đem về trong mấy điểm kill đây. Anh ấy đã có một rồi. Trước mắt là đội hình bên phía team đó chính là Renegon. Hãy cùng xem Sapau xử lý trong pha thiếu này thế nào đây. Khi Renegon thi đấu 3 người, sấy làm được một, Sapau vẫn còn đó rất nhiều đạn, đã bị phát hiện ra góc đứng. Và Sapau vẫn cùng là sấy, quẩy cũng là khéo léo đến từ Hùng LV. Người ta thường nói là chết đụt thì sẽ sống dài. Và anh ta đã tanh đến hai khẩu súng cối rồi. Nhưng đến viên thứ ba thì chịu không nổi. Viên này chuẩn xác quá, ngay thẳng đầu của MT. Có nhìn ở trên kill feed nhưng mà toàn là knock out thôi. Knock out nhưng mà chưa thấy điểm kill. Kill thì cảm giác nó vẫn chưa nhiều đến bên phía Mercenary ấy. Đúng. Vừa nói xong thôi, knock out vị trí của đội hình Fight for Life. Oh, đây là một điều chắc chắn đội hình Remaker Team đang rất vui mừng. Fight for Life cứ mất người là Remaker Team họ vui mà thôi. Và sau đó thì Fight for Life ra đi luôn. Ôi thôi hết rồi, câu chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Chúng ta thấy rằng Five Online sẽ không có cơ hội đem về cho mình những cái điểm kill, cùng đó là một cái top 1 mong chờ nữa mà sẽ phải nhường lại dành cho bên phía team Mercenary. Nhưng Mercenary cũng chỉ còn lại 2 người, nhưng nên nhớ rằng họ đã có cho mình 4 điểm, cũng bằng với con số đội hình bên phía team Ring Quốc Team đang có em ạ. Chỉ mang tính chất đó tượng trưng đến từ Maltinda thôi. Chứ còn nếu căn nhà này mà có địch thì chắc chắn bộ đôi bên phía team Mercenary đã hóa hòm rồi. Và câu chuyện bây giờ chắc chắn chỉ còn lại là con số hàng đơn vị giữa Mercenary cùng với đó Remaker Team. Phía bên này thì hai đội tuyển có màu xanh, Lucky Power Emerald cùng với đó Renegon đang va chạm với nhau. Nhưng thật sự Renegon quá khó khi mà một mình cái tên hùng LV là không thể đủ. Information Young thì sao đây? Họ đã biến thành những điểm kill dành cho Man War bên phía Remaker Team rồi. Và sau đó thêm cả Hoàng Kim Minh nữa. Tiếp tục là giãn cách, nhưng đây cũng là con số 2 đến từ đội hình bên phía Remaker Team. Quan trước đó khoảng cách là 1 đúng không? Bộ bên có 6, một bên có 4 thì bây đồng nghĩa 3 điểm. 3 điểm là những gì đội hình bên phía team với Storm Kingdom Esports họ đã kẹt ở đây rất lâu rồi. Nhìn ra được cái bờ mông của anh chàng cậu Hải bên phía MIVN. Và một tình huống để lộ người khá sơ suất đến từ cậu Hải đã khiến MIVN phải dừng cuộc chơi. Bây giờ với đội hình bên phía team Storm Kingdom Esports, một chiếc siêu xe thật đấy, nhưng siêu xe này cũng hơi nhiều khói nha. Cực kỳ nguy hiểm, những khu vực này đều đã có người và thôi xong, đâm thẳng vào nơi đông người nhất của bên phía team Lucky Power Emerald ra khỏi xe kịp hay không đây. Nhưng đó điểm kill dành cho Mercenary. Lại có thêm một kill rồi, khoảng cách của chúng ta còn 2 điểm mà thôi. 2 điểm nữa thôi. Rất càng thực sự là một lượt trận thi đấu quá sinh tử dành cho cả hai đại diện này. Dreammaker Team đang muốn tạo đột biến, nhưng họ có biết thông tin về cặp đôi của phía team Notorious Duet đang ở đâu hay không đây? Nếu như đây là một tình huống giao tranh Oni, thậm chí Dreammaker Team lại còn đang thua người. Ôi, tầm bắn quá thoải mái dành cho Man War. Và đây sẽ điểm kill tiếp tục là cách biệt đến từ đội hình bên phía Dreammaker Team. Cũng là nạn tát, nhưng đó chỉ là những tình huống cấu sát thương thôi. Nó chưa phải bất cứ một tình huống knockout nào cả. Và bỗng dưng đội hình bên phía team Notorious Duet lại đang là một con ngô mồi béo bở dành cho đội hình bên phía Dreammaker Team. Rất nhiều đồ trả vào, ôi thêm cả Blue Zone nữa. Phải sủi thôi, bắt buộc phải sủi ra khỏi khu tảng đá này. Bất kể là ai đi chăng nữa thì Mercenary họ đều không ngán. Vâng, và tôi đã muốn xem họ chơi kiểu gì đây. Tôi xong rồi, Dreammaker Team lại có thêm cho mình một điểm knock out, nhưng kill lại dành cho các thành viên Mercenary. Với cả Notorious Duet say ơi, chỉ là một chấm máu mà thôi. Hoàng Kim Minh một đấu hai, nếu có thể clutch được thì nó sẽ là một cơ hội rất lớn cho đội hình bên phía Dreammaker Team. Anh ta sẽ là người hùng của bên phía Dreammaker Team ở trong sân chơi lần này, chắc chắn là như vậy. Nhưng Hoàng Kim Minh đang có quá ít phạm vi để có thể di chuyển, có một quả lửa anh ta không thể đẩy lên. Nhấp nhả là đủ dẻo, Hoàng Kim Minh đã knock out một người. Tôi nghĩ rằng nên confirm ngay tại thời điểm này, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu Hoàng Kim Minh ơi. Nhưng Hoàng Kim Minh nói không, Hoàng Kim Minh muốn làm đôi. Trong cái đó Mercenary Sao Team đã bắt đi được một người rồi. Confirm là tốt đến với chị Hoàng Kim Minh. Và liệu rằng cái cách biệt có một lần nữa được tạo ra đến cả hai đội tuyển Mercenary cũng như Dreammaker Team không đây? Một cuộc chiến 1v1 cực kỳ căng thẳng giữa Hoàng Kim Minh và Sao Yan. Hoàng Kim Minh đang là người được kê trước, nhưng Sao Yan cũng rất lì lợm, di chuyển đi, lùi về một góc thi đấu an toàn hơn. Nhưng Hoàng Kim Minh biết thông tin đối phương đang ở đâu rồi. Đến từ cả hai tuyển thủ này họ nhanh hơn. Và bây giờ thì Sao Yan không phải là người có thể đợi được, nhưng Hoàng Kim Minh bắn khá là chớm pha thiếu này. Sao Yan vẫn đang còn sống, lượng máu là quá thấp, một viên đạn AUG nữa thôi là Sao Yan sẽ đi. Không có đồ để trả, không có một quả đét nào dành cho Hoàng Kim Minh cả. Còn Mercenary thì họ lại tiếp tục lần nữa lên tiếng, và đó là cú đắp một kill dành cho các thành viên của Mercenary. 9 kill. Nhưng Hoàng Kim Minh cũng đã hoàn thành được tình huống clutch một vé xài của mình. Nào, làm gì nữa đây, lên xe di chuyển ngay lập tức. Nhưng đây là một góc thi đấu gần như là hở. Ui, Hoàng Kim Minh ra ngoài bờ làm một đường vòng, mất thêm máu và sau đó Hoàng Kim Minh ra đi. Xong. Những người tạo ra giấc mơ thì có vẻ giấc mơ của họ sẽ là giang dở tại giải thi đấu lần này. Chỉ nhưng có mà, đúng một cửa đó thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng sống dai thành huyền thoại rồi. Đến từ bộ đôi bên phía Mercenary. Ui, chạy thế này thì thôi. Bye bye Lucky Power Emerald. Giấc mơ nào cho một gốc cây đây? Giấc mơ top 1 nào đây? Một pha bò Martinda vội lắm rồi, bởi vì họ sắp đoạt được tấm vé trong tay đội hình bên phía Dreammaker Team. Họ đã rất vội rồi, họ đã chờ đợi từ ngày hôm qua khi mà Dreammaker Team đã có cho mình đến tận 2 cái top 1 liên tiếp, đứng trên đầu trên cổ cả UNC, cả Diamond Gang Cyber. Nhưng đến ngày thi đấu thứ hai, ngày thi đấu cuối cùng thì Mercenary lại là tuyển thủ bắn tốt hơn, chứ không phải đội hình bên phía team Dreammaker Team. Và pha này thật sự là hay đít. Vâng. Hết cứu. Hết cứu. Top 1 dành cho Mercenary.